Hello mọi người, lại là Pam đây. Bây giờ đã là tuần thứ 2 của tháng 7 và mình biết là có nhiều bạn đã đang đến trường rồi hoặc là mùa quay lại trường đã sắp bắt đầu, cho nên là mình muốn làm một cái series chia sẻ về cuộc sống của học sinh cấp 3 và cụ thể là mình muốn đưa vào thêm nhiều những góc nhìn từ một học sinh theo chương trình quốc tế mà mình nghĩ là có thể giúp ích cho tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với cái chủ đề đầu tiên của cấp 3, đấy là chủ đề học tập. Cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là nhiều những cái phương pháp, công cụ và kỹ năng học hiện đại hơn, chứ không phải là mình chỉ ngồi đây và nói các bạn học chăm lên, học nữa đi, học 24/7 đi. Tất nhiên nếu các bạn muốn học giỏi thì cái chăm cũng là cần thiết. Thế nhưng mà trong thời đại ngày nay thì rất nhiều những cái thứ mà chúng ta từng gọi là học giỏi nó không còn được áp dụng nữa. Cái giỏi bây giờ nó có thể dưới rất nhiều hình dạng. Có những người giỏi các môn học ở trường, có những người giỏi toán, giỏi văn, có những người cực kỳ giỏi các kỹ năng mềm, cực kỳ giỏi các hoạt động ngoại khóa, có tư duy rất sáng tạo. Vậy cho nên cái mình muốn hướng đến trong video này không phải là mình nói đi nói lại những cái thứ là bạn phải nghe giảng ở trường, về nhà bạn phải chăm làm bài tập về nhà. Những cái thứ đấy mình nghĩ là các bạn đã biết sẵn rồi, và rất là nhiều thế hệ này chúng ta đã làm như vậy rồi. Cái mình muốn chia sẻ trong video này là một số cách học, một số kỹ năng học sinh cấp 3 cần biết đến. Vậy cho nên chúng ta cùng bắt đầu vào video nào. Như là mình đã có giải thích ở phần comment trong video mình đã kiếm học bổng như thế nào, thì ở trường mình, cái cấp 3 của hệ quốc tế thì chính ra nó bắt đầu từ lớp 9. Và bắt đầu từ lớp 9 và mình sẽ trải dài đến hết lớp 12, vậy là 4 năm cấp 3. Và cái từ mà mình được nghe thầy cô giáo nhắc đi nhắc lại nhiều nhất trong khi mà mình bước vào cấp 3, và nhất là những năm học lớp 11 và lớp 12, đấy là independence, đấy là sự tự lập. Và cái gần như là cái motif của việc học A-level hoặc là chương trình dự bị đại học lớp 11 và lớp 12 của Cambridge, đấy là học sinh cần phải học một cách chủ động. Đương nhiên các bạn vẫn có thầy cô giáo hướng dẫn, thế nhưng mà cái thứ bạn được học trên lớp và cái thứ trong bài kiểm tra nó không hẳn là hoàn toàn giống nhau. Vậy cho nên là nếu bạn chỉ dựa hoàn toàn vào người khác thì rất là khó để bạn đạt được điểm cao trong bài kiểm tra. Trong một tuần năm ngoái thì bọn mình có một tiết trống để cho việc tự học. Tuy nhiên vào năm nay thì bọn mình bỏ một môn đi và có khoảng 7 tiết trống trong một tuần cho việc tự học. Vậy cho nên là các bạn có thể thấy cái việc tự học ở cấp 3 nó được đánh giá rất là cao. Và mình nghĩ là cấp 3 ở đâu thì cũng vậy. Chúng ta đã bắt đầu bước vào cái tuổi trưởng thành rồi, chúng ta cần phải biết tự chăm lo cho bản thân mình, nhất là trong cái khoản học hành như thế này. Cái việc học này hãy coi như là thầy cô giáo và bố mẹ thì là giúp đỡ các bạn. Còn cuối cùng thì cái kết quả như thế nào nó phụ thuộc vào chính các bạn. Và chính chúng ta cũng bắt đầu phải học cách tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình, bắt đầu với cái việc học của mình. Vậy cho nên cái kỹ năng đầu tiên mình sẽ nói tới đấy là kỹ năng lập kế hoạch. Lý do tại sao bạn phải lập kế hoạch là bởi vì lên cấp 3, bạn sẽ phải cân bằng giữa rất là nhiều thứ khác nhau. Mình đang nói đến việc học tập này, các hoạt động ngoại khóa, việc chuẩn bị cho đại học và ngay cả đời sống xã hội. Mình nghĩ là học sinh cấp 3 vào cái độ tuổi mà đang phát triển như thế này thì không có lý do gì mình phải cắm đầu vào học cả ngày cả. Mình nghĩ là cái việc giao lưu bên ngoài, học tập các kỹ năng xã hội là việc hoàn toàn nên làm. Vậy cho nên là bạn cần phải đảm bảo được cái sự cân bằng giữa rất là nhiều thứ như vậy. Và có một thứ mình cảm thấy ở cấp 3 ít người nhắc đến, đấy là đôi khi các bạn sẽ cảm nhận được những cái sự mất cân bằng về cảm xúc và tâm lý. Và có những cái ngày như thế thì rất là khó để bạn tập trung làm việc được. Cho nên là các bạn đừng trông chờ nhiều vào nước đến chân mới nhảy, bởi vì các bạn không biết là khi nào mình sẽ có những cái mood swings và những cái ngày bất ổn về tâm lý như vậy. Cho nên là việc gì mà các bạn làm luôn được thì hãy làm luôn. Ok, vậy thì cái cách mà mình lập kế hoạch cho bản thân, đấy là đầu tiên thì mình sẽ đặt target cho năm học. Và đây sẽ là cái mục tiêu mà bạn muốn cho năm học này. Và mục tiêu thì hãy thực sự cụ thể lên. Ví dụ như là mục tiêu về con số, số điểm bạn muốn đạt được. Các bạn có thể chia nhỏ ra thành từng quý. Một quý nghĩa là khoảng 3 tháng. Hoặc là các bạn có thể chia ra thành từng tháng 1 nếu như các bạn muốn chi tiết hơn. Đối với mình thì mình sẽ đặt trọng tâm mỗi tháng vào một môn. Ví dụ như là tháng 9 mình sẽ tập trung vào môn toán, tháng 10 mình sẽ tập trung vào kinh tế. Như vậy thì trong tháng đấy bạn sẽ rất rõ ràng về ưu tiên của mình. Thực ra ở trường cho cái chương trình A-level này thì mình chỉ cần học 4 môn vào năm lớp 11, và sang năm lớp 12 thì mỗi người sẽ được bỏ một môn nếu muốn. Như vậy là trong năm lớp 12 thì mình chỉ học đúng 3 môn học thôi. Vậy cho nên là mình có thể lặp lại cái việc đặt trọng tâm vào một môn học rất là nhiều lần trong một năm học. Mình biết là có thể với các bạn thì không như vậy. Thực sự mình nghĩ là các bạn không cần phải ưu tiên tất cả môn học đâu. Bởi vì cá nhân mình thì mình không quan trọng cái việc bạn có giỏi toàn diện hay không. Miễn sao là cái thứ mà bạn nói là bạn yêu thích, cái thứ mà bạn có năng khiếu, thì bạn đầu tư thật nhiều thời gian cho nó và đảm bảo là mình cũng đến được một cái trình độ tốt cho nó. Mình sẽ lập các cái mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn. Với cái mục tiêu dài hạn thì mình sẽ phải viết ra từng những cái bước nhỏ mà mình sẽ hoàn thành cho nó theo tháng hoặc là theo tuần. Và đây là cái cuốn sổ planner của Dotgrid mình đã mua hồi đầu năm, và mình cũng sử dụng cái này rất là thường xuyên cho việc plan năm học. Thì đây,
Trong này sẽ có một cái hệ thống view theo, đây là view theo năm này, thì các bạn có thể nhìn được qua về nói chung là cái mục tiêu của mình trong năm. Sau đấy thì các bạn sẽ có view theo tháng. Đây, view theo tháng là như thế này. Các bạn có thể điền vào các cái hoạt động hoặc các cái deadline của tháng. Và cuối cùng thì các bạn sẽ có view theo tuần. Đây, view theo tuần nó sẽ như thế này. Bên này sẽ là nốt, thì cái thường phần nốt này thì mình sẽ ghi các mục tiêu của tuần. Và đây là các cái ô của từng ngày các bạn có thể ghi vào. Thì mình đã dùng cái cuốn này được nửa năm rồi. Đây, bây giờ là tháng 7 thì đã hơn nửa năm rồi. Và mình thực sự là mình rất là yêu thích cái cuốn này. Đi đâu thì mình cũng sẽ mang theo nó, bởi vì là có rất là nhiều công việc mình cần làm được ghi ở trong này. Và mình cảm thấy là khi mà có bài tập thì mình có thể ghi luôn vào cái ô của cái deadline bài tập đấy. Mình sẽ nhìn được là cái giờ này của tuần sau mình sẽ có một cái deadline. Vậy cho nên là nếu bây giờ mình có thời gian thì mình nên dành thời gian ra để làm. Và các bạn đừng nghĩ là cái việc lập kế hoạch này nó chỉ trên mặt lý thuyết hay là gì cả. Bởi vì lên cấp 3 khi mà cuộc sống của các bạn có rất là nhiều hoạt động, thì các bạn không thể nào nghĩ là mình có thể nhớ được hết tất cả mọi thứ trong đầu được. Làm việc thì nó phải có trật tự ngăn nắp nếu các bạn muốn giải quyết công việc một cách hiệu quả. Vậy cho nên là các bạn hãy nghiên cứu cho bản thân một cái hệ thống lập kế hoạch thật là tốt. Và cái key của lập kế hoạch đấy là chúng ta luôn nhìn về phía trước xem là có những cái gì mình sẽ phải làm. Các bạn gần như là luôn phải hình dung cái con đường ở phía trước và plan được càng sớm càng tốt. Và nếu các bạn thích thì các bạn có thể mua một cái cuốn planner như thế này. Mình hoàn toàn recommend cái cuốn này. Miễn sao các bạn phải mở ra thường xuyên, chứ nếu các bạn mà ghi công việc vào đây rồi các bạn không bao giờ xem thì nó cũng không có ích gì cả. Đây là một chủ đề rất hay và mình sẽ làm riêng một video về nó trong tương lai. Thế nhưng mà hiện tại thì mình cứ đưa nó vào đây để các bạn có thứ để tham khảo về việc lập kế hoạch cho cấp 3. Một cái thứ hai mà mình muốn lưu ý cho cấp 3 đấy là các bạn nên xây dựng lịch học theo tuần cho mình. Khi mà mình học A-level thì mình cũng xây dựng cho bản thân một cái lịch học theo tuần. Như vậy thì ngày hôm nay mình sẽ học toán, ngày hôm sau mình sẽ học kinh tế, các thứ như vậy. Và mình có plan rất là cụ thể cho từng cái khung thời gian ở trong ngày đấy. Tất nhiên là đôi khi mình cũng cảm thấy khó khăn khi mà theo một cái lịch như vậy, không phải ngày nào mình cũng kỷ luật. Thế nhưng mà cái việc bạn có một cái lịch đấy sẽ đảm bảo là bạn đang cân bằng giữa tất cả các môn và bạn đang cho đủ thời gian vào các môn học. Một cái cách mình cho để hiệu quả đấy là các bạn hãy dành một chút thời gian của tất cả các ngày ra để cho việc học, thay vì các bạn dồn hết lại vào những cái đêm trước ngày kiểm tra. Mình hiểu cái cảm giác nhồi nhét trước ngày kiểm tra như vậy, mình cũng thực sự làm cái việc đấy rất là nhiều. Và mình thì mình không thích cái cảm giác phải nhồi trước nào, bởi vì nó rất là áp lực. Và bạn cảm giác như là bạn có cả học kỳ để ôn trong một buổi tối, cái cảm giác này nó rất là áp lực và mình không thích nó một chút nào. Thế là mình nghĩ các bạn nên dàn trải việc học ra, mỗi ngày học một ít. Cái việc mà bạn ôn môn toán 3 lần một tuần thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với việc bạn suy nghĩ về cái việc bạn nhồi cả một học kỳ của môn toán vào trong một đêm trước bài kiểm tra. Nói về cái chủ đề này thì mình cũng đề cập luôn đến một phương pháp gọi là phương pháp Pomodoro. Và với phương pháp này bạn sẽ chia nhỏ công việc của mình ra thành những cái thời gian rất là bé, khoảng thời gian rất là bé như thế này. Và giữa các cái khoảng thời gian này thì bạn sẽ có giờ nghỉ ngơi. Một cái cách mà mình chuyển biến cái phương pháp Pomodoro này đấy chính là mình sẽ set thời gian. Mình sẽ nói là ok, hôm nay mình sẽ học toán trong vòng 15 phút hoặc là 20 phút hoặc là 30 phút. Và mình sẽ bắt đầu bấm giờ đồng hồ. Sau 3 phút đấy thì mình sẽ dừng lại. Và thường thì các bạn sẽ thấy một cái hiện tượng tâm lý đấy là nếu như mà mình nói là bây giờ mình sẽ học toán thì bạn sẽ hơi ngại, bạn sẽ muốn chần chừ, bạn sẽ muốn là 5 phút nữa, 10 phút nữa mình xem nốt YouTube rồi mình mới học. Thế nhưng mà nếu mà bạn bấm thời gian là bây giờ mình sẽ chỉ học toán trong 10 phút, sau 10 phút đấy thì mình đi chơi thế nào cũng được, thì bạn sẽ cảm thấy bớt ngại hơn, bởi vì 10 phút là một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Và sau đấy thì bạn thường sẽ cảm thấy là khi mà bạn đã vào buồng rồi, khi mà bạn đã đang làm rồi, thì kể cả khi chung dung hết thời gian, bạn cũng sẽ cố làm cho xong việc. Đấy thì đây là một cái cách mình thấy rất là tốt nếu như là bạn là người hay bị chần chừ trong công việc. Bởi vì mình biết cảm giác đấy, đôi khi về nhà cũng rất là ngại học, thế nhưng mà buộc phải làm như vậy. Một cái nữa mà mình nghĩ các bạn nên cân nhắc đấy là thời gian nào các bạn làm việc hiệu quả nhất. Cái thời gian hiệu quả nhất đối với mình là khi mặt trời còn đang sáng ở ngoài kia. Khi mà trời tối đến thì mình có một cái cảm giác là mình muốn nghỉ ngơi. Mình không muốn làm bài, mình không muốn làm việc, mình không muốn học. Bởi vì mình biết cái phong cách làm việc này của mình, cho nên là mình sẽ ưu tiên việc dậy sớm để làm việc, học tập, hoặc là mình sẽ xử lý bài tập luôn ngay sau khi mình về nhà. Khi đấy thì trời còn là trời chiều, nó còn sáng, cho nên mình vẫn còn động lực. Mình không thích học buổi tối nên là mình đành phải xử lý luôn bài tập ngay sau khi mình về nhà. Kỹ năng thứ 3 cho các học sinh cấp 3 đấy là kỹ năng tự học. Như là mình đã nói thì mình rất là khuyến khích các bạn, khi mà các bạn ở cấp 3 thì hãy chủ động và hãy có trách nhiệm với cái việc học của mình. Và nó bắt đầu với cái việc là bạn đừng có trông chờ hoàn toàn vào giáo viên của bạn, và cũng đừng trông chờ hoàn toàn vào sách giáo khoa. Người ta hơn nhau ở cái người ta tự tìm hiểu. Bởi vì cái sách giáo khoa và những gì giáo viên dạy thì giáo viên dạy cho tất cả các bạn trong lớp,
và tất cả mọi người đều biết những cái thứ như nhau. Thế nhưng mà có những người nổi trội hơn bởi vì sao? Bởi vì người ta dành thời gian để tìm hiểu bên ngoài. Và đôi khi bạn có thể nghĩ là tìm hiểu bên ngoài cũng chẳng được gì, nó cũng chẳng giúp ích cho bài kiểm tra. Thế nhưng mà hãy nhìn rộng ra hơn, thì tất cả những cái hiểu biết mà bạn có, những cái kiến thức mà bạn đã học được, mình tin là một ngày nào đấy nó sẽ quay lại và hữu dụng cho bạn. Và kể cả nó cũng không giúp cho bạn đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra thì sao? Cái việc tìm hiểu và cái việc tự học nó phải là cho chính mình, chứ nó không phải là để làm hài lòng hệ thống giáo dục. Thế là ngày xưa ông cha ta mới nói học 1 biết 10 là như vậy. Hiện tại thì có rất là nhiều các cái nguồn các bạn có thể tự học. Và tự học không nghĩa các bạn phải ngồi xuống lấy vở ra ghi chép như ở trên lớp. Có rất là nhiều các hình thức tự học khác nhau. Thậm chí bạn ngồi đọc sách hay là ngồi xem một phóng sự cũng là một hình thức tự học. Các bạn có thể tham khảo các khóa học online miễn phí, có thể tham gia các sự kiện xã hội, các buổi tọa đàm, các hội thảo của người lớn. Hoặc là một cái nguồn tự học mà mình rất yêu thích đấy là đọc sách. Mình có thể nói là gần như tất cả những chủ đề mình đã từng có hứng thú trước đây, mỗi chủ đề đều có một cuốn sách cho nó. Và mình nghĩ là ở tuổi này các bạn nên đọc sách nhiều. Thứ nhất là để học hỏi và thứ hai là để quen với việc đọc sách. Ngoài đọc những cuốn sách nhẹ nhàng ra thì các bạn nên bắt đầu quen dần với việc đọc sách học thuật. Bởi vì các bạn sắp lên đại học rồi và lên đại học thì chắc chắn là các bạn sẽ phải đọc rất là nhiều các cuốn tài liệu như thế. Ngoài ra thì đọc thêm các bài báo online nữa về kinh tế chính trị cũng là một cái cách để các bạn vừa cập nhật được thông tin và vừa có một cái nhìn về thế giới bên ngoài. Ok, bây giờ mình đã nói qua về một số kỹ năng lập kế hoạch và chuẩn bị cho cấp 3 rồi. Thì bây giờ mình muốn đi sang một cái phần khác, đấy là những kỹ năng mà bạn cần sử dụng trong quá trình học tập. Mình sẽ bắt đầu phần này về kỹ năng ghi chép. Kỹ năng ghi chép hay còn gọi là note taking là một cái kỹ năng rất cần thiết cho các bạn ở cấp 3, nhất là mai sau khi lên đại học. Mình nhớ là hồi cấp 1 thì thường các cô giáo sẽ đọc chính tả cho mình chép lại tất cả các thông tin xuống. Thế nhưng mà nếu các bạn lên cấp 2 rồi và càng lên cấp 3 rồi thì các bạn sẽ thấy là không có câu chuyện đấy đâu. Bởi vì chúng ta không còn là trẻ con nữa và chúng ta tự cần phải biết cách ghi chép xuống những gì mà có lợi cho chúng ta. Mình không rõ về quy định của từng trường, thế nhưng mà đối với chương trình của mình thì cái việc ghi chép là không bắt buộc. Trong giờ bạn ngồi bạn có thể ghi chép hoặc không, giáo viên sẽ không nói gì cả. Cuối cùng thì đến những ngày kiểm tra, nếu là bạn không có gì để ôn thì đấy là vấn đề của bạn. Bạn có thể nghĩ là trên trường bạn học bạn phải hiểu luôn được, thế nhưng mà cái việc ghi chép sẽ giúp cho chúng ta nhớ lâu hơn. Và thực sự là đối với mình thì đấy cũng là một tác phong học nghiêm túc. Vậy cho nên là mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái phương pháp ghi chép mà mình thấy khá là phổ biến với cộng đồng thích học tập. Và mình nghĩ là cái này cũng rất là phổ biến ở bên Mỹ, ít ra là phổ biến với những người tìm hiểu, còn mình không thực sự biết là bao nhiêu người Mỹ thực sự sử dụng cái phương pháp này trong ghi chép ở lớp. Đấy là phương pháp note taking của Cornell. Bạn sẽ chia trang vở ra làm hai cột. Một cột bé gần giống như cái lề để ghi tiêu đề, gọi là headings và subheadings, các câu hỏi và các ghi chú nhanh. Phần cột to hơn sẽ là để ghi các thông tin quan trọng hơn. Một phần ở cuối là để tóm tắt những ghi chú ở trên. Ví dụ, nếu các bạn đang học định lý Pythagore thì bạn sẽ ghi tiêu đề, định lý Pythagore bên lề, rồi A bình cộng B bình bằng C bình cùng với cái hình tam giác. Sau đó bạn có thể ghi nhanh các câu hỏi bạn có trong quá trình nghe giảng vào phần lề trống. Và cuối cùng bạn có thể tóm tắt mọi thứ vào phần summary phía cuối. Mặc dù là mình chia sẻ cho mọi người phương pháp này, thế nhưng mà cá nhân mình thì mình không thích cái phương pháp này. Mình đã từng thử cái phương pháp Cornell này vào năm cấp 2 và thực sự đối với mình thì mình thấy nó có nhiều nhược điểm hơn là ưu điểm. Bởi vì thứ nhất là nó phức tạp một cách không cần thiết, thứ hai là nó tốn diện tích và phí giấy, và thứ ba là mình gần như không bao giờ có thời gian để làm cái phần tóm tắt ở phía cuối. Mình nghĩ mục đích của phương pháp này là để bạn không mix giữa những cái phần nốt quan trọng và những cái phần ghi chú riêng vào với nhau. Thế nhưng mà nếu bạn biết cách ghi chép thế nào để nó phân tách rõ ràng ra và bạn sử dụng một cái hệ thống highlight hợp lý thì mình nghĩ là cái việc take note bình thường là rất đủ rồi. Nếu là các bạn muốn take note hiệu quả thì các bạn cần thứ nhất là phải rất là hiểu mình. Khi mà bạn nhìn vào những cái nét chữ nguệch ngoạc, các bạn nhìn vào các ký hiệu, các bạn phải hiểu được ý của mình là gì. Mình biết được rất là nhiều người viết xong rồi quay lại là cũng không nhận ra chữ của mình nữa. Và mình nghĩ là cái đấy cũng rất là bình thường thôi. Thế nhưng mà khi các bạn take note thì sau đấy khi các bạn đọc lại, các bạn cần phải hiểu ý của mình. Cái việc take note này các bạn vừa nghe, các bạn vừa ghi chú là một cái mà các bạn cần phải luyện rất là nhiều. Các bạn luyện càng nhiều thì các bạn sẽ càng thành thạo trong cái này. Còn mình không có một cái tip gì để mà các bạn có thể nghe nhanh hơn hay là viết nhanh hơn cả. Cái này chỉ có luyện nhiều, làm cho quen thì nó mới thạo. Ở trên trường thì mình có một quyển vở. Cái quyển vở đấy thì mình sẽ ghi note rất là nhanh và mình viết xấu cũng được, không làm sao cả. Chữ nó có bay bổng như thế nào, không vấn đề gì. Thế nhưng mà đến cuối tuần thì mình sẽ thường ngồi xuống, mình sẽ lấy những cái tờ giấy mới ra và mình sẽ viết lại cái note hoàn chỉnh. Mình biết là nhiều bạn nhá sẽ có sở trường học qua âm thanh, mình biết nhiều người như vậy. Thế nhưng mà đối với mình thì cái sở trường của mình là học qua việc đọc. Thế cho nên là ngoài cái việc nghe ở lớp thì mình cũng muốn đọc trong sách giáo khoa xem có những cái thông tin gì mình còn thiếu sót hay không. Đồng thời cũng là một cái cách để kích thích lại trí nhớ. Và như mình vừa nói thì mình học hiệu quả hơn qua việc tự đọc. Cho nên là cuối tuần thì mình sẽ lại dành thời gian ngồi xuống, đọc lại sách giáo khoa, nốt lại các thông tin cần thiết.
Nếu là các bạn nghĩ là cái việc này có vẻ nghe hơi mệt mỏi thì đôi khi mình rủ bạn bè ra quán cà phê ngồi làm việc với nhau thì nó là một cái thay đổi môi trường và mình thấy là cái đấy nó cũng khá là vui. Mình thực sự rất là mong chờ những ngày cuối tuần được ra cà phê ngồi học, ngồi làm việc các thứ. Khi mà các bạn bước vào cấp 3 rồi thì các bạn cũng có thể dần quen với việc đi học nhóm hoặc là ra cà phê ngồi học với nhau. Mấy đứa làm việc cũng sẽ phải ra cà phê làm việc với nhau rất là nhiều trong các dự án. Thế nên là các bạn quen dần với văn hóa đấy đi là được. Các bạn có thể bớt tiền trà sữa bình thường cho các cuộc đi chơi vào những cái buổi cuối tuần như thế này. Nếu các bạn đang băn khoăn là nếu như mà mình take note 2 lần như thế thì bao nhiêu giấy chưa đủ, thì năm nay mình bắt đầu chuyển sang một cái cách take note mới, đấy là take note trên iPad. Và cái mình sử dụng đấy là iPad, Apple Pencil và một cái ứng dụng tên là Good Notes. Cái ứng dụng này nó sẽ không miễn phí đâu, các bạn sẽ phải trả khoảng 179.000 cho ứng dụng đấy. Thế nhưng mà mình nói thật là cái ứng dụng này nó rất là tốt. Và ở trường thì mình có được phép sử dụng thiết bị điện tử trong quá trình học, cho nên là mình hoàn toàn có thể viết nó lên iPad. Đây này, đây là iPad và đây chính là cái Apple Pencil đấy. Thì cái bộ đôi này đi với nhau rất là tốt, nó gần như là cuốn vở luôn và viết rất là thật. Cho nên là các bạn không cần phải ngại cái việc là viết nó thành ra các cái thứ nguệch ngoạc đâu. Kỹ năng tiếp theo mà bạn cần có đấy là kỹ năng nghiên cứu thông tin. Nghe thì có vẻ là rất là đơn giản, bạn chỉ cần mở laptop ra lên Google tra cứu thông tin là được. Tại sao lại cần có cái kỹ năng này? Thế nhưng mình cần nói thế này, cái nghiên cứu thông tin nó không đơn giản là bạn chỉ lên mạng bạn tra và copy nguyên cái dòng chữ trên mạng vào. Bởi vì nếu như là bạn cảm thấy mình có thói quen này thì bạn cần phải cắt bỏ nó ngay ra. Bởi vì mai sau khi lên đại học, nhất là nếu mà bạn theo đuổi con đường học thuật, thì cái thói quen này nó sẽ gây ra cho bạn cực kỳ nhiều rắc rối. Ở trường mình thì cái kỹ năng nghiên cứu thông tin này nó quan trọng đến mức mà bọn mình có nguyên một môn học trong năm lớp 9 và năm lớp 10. Môn học này có tên là Global Perspectives, viễn cảnh toàn cầu. Và trong môn học này thì bọn mình sẽ học với các cái kỹ năng nghiên cứu thông tin và viết lại một bài luận để bàn về những cái vấn đề xã hội. Thì cho các bài kiểm tra cuối kỳ hoặc là bài kiểm tra chính thức thì bọn mình sẽ có một vài tháng để đi nghiên cứu thông tin và đưa tất cả các cái thông tin mà bọn mình nghiên cứu được vào thành một cái bài luận viết về một cái vấn đề xã hội tự chọn. Bọn mình sẽ cần phải nêu ra thực trạng chứng minh rằng đây là một cái vấn đề và bọn mình sẽ cần phải đưa ra những giải pháp cho nó dựa trên những cái nghiên cứu đã có sẵn, dựa trên các cái số liệu có sẵn hoặc là dựa trên lời khuyên của chuyên gia. Vậy là có rất nhiều những cái thứ cần phải nghiên cứu thông tin trên mạng. Và các bạn nghe thì có vẻ là dễ thôi nhưng mà thực ra nó không hề dễ và không hề nhàn tí nào. Bởi vì nếu mà bọn mình làm sai một bước thì có thể bị trừ rất là nhiều điểm. Cái máy to của mình không hết pin cho nên là mình sẽ dùng tạm cái máy này. Mong là nó không có sự chênh lệch quá lớn về chất lượng. Ok, bây giờ mình sẽ nói tiếp. Cái bài đấy của bọn mình thì tên là Individual Report. Và cái bài đấy của bọn mình thì tên là Individual Report. Và một cái rất là quan trọng trong đấy, đấy là phần trích nguồn. Ở trong cái bài này thì bọn mình sẽ phải có nguyên một phần trích nguồn và phải trích theo đúng format tiêu chuẩn. Và bọn mình đã được dạy nguyên 2 năm về cái vụ tìm nguồn và trích nguồn như thế này. Thế là nếu mà các bạn đến trường mình và hỏi các học sinh Cambridge là quy tắc trong việc tìm nguồn đầu tiên mà bọn mình sẽ recommend là gì, thì mình tin là rất nhiều người sẽ nói đừng bao giờ trích nguồn ở Wikipedia. Bây giờ lấy ra khỏi bối cảnh của trường mình đi, thì mình nghĩ là cái kỹ năng này có thể là rất cần thiết cho tất cả các bạn học sinh cấp 3. Các bạn cần phải biết là thông tin mình cần tìm kiếm sẽ ở đâu, mình cần tìm kiếm thông tin như thế nào, mình cần tìm kiếm số liệu hay mình cần tìm kiếm nhận định của chuyên gia, và mình tìm kiếm nó ở nguồn nào là đáng tin. Những cái thứ như vậy bạn thực sự cần phải cân nhắc nếu như bạn muốn lấy thông tin một cách thuyết phục. Hồi cấp 2 thì mỗi khi mà mình thuyết trình, mình luôn luôn lấy một đống thông tin mình copy từ trên mạng. Thực sự mình chỉ Ctrl-C, Ctrl-V thôi. Và mình cho nguyên cả cái chỗ đấy vào trong slide của mình, không có để ý gì cả. Thế nhưng mà nếu như các bạn đã xem cái video học bổng VinSchool của mình, thì ở trong cái vòng 3 khi mà mình làm bài thuyết trình, có một cái phần mình đã cho hình ảnh của đói nghèo vào trong cái slide đấy. Và một trong những cái câu hỏi của phần vấn đáp mà mình nhận được đấy là con đã tìm được hình ảnh đấy từ đâu và nguồn hình ảnh con đã ghi ở đâu. Từ khi mà mình sang học hệ quốc tế thì có một cái thứ mà được nhấn mạnh rất là nhiều, đấy là việc đạo văn. Và thực sự cái đáng sợ ở việc đạo văn đấy là đôi khi bạn có thể không cố tình, bạn có thể không có suy nghĩ là à mình sẽ đi đánh cắp tài sản trí tuệ của người khác. Thế nhưng mà bạn có thể đang vô tình làm như vậy khi mà bạn đang không trích dẫn. Và đối với hội đồng chấm thi của bọn mình thì vô tình hay cố tình nó cũng có hậu quả như nhau. Đó một cái đặc biệt quan trọng, đặc biệt là sau này nếu bạn có ý định đi du học thì hãy tìm hiểu về cái vấn đề này càng sớm càng tốt. Bạn nên hiểu về thế nào là đạo văn, những cái gì được cho là đạo văn và những cái quy chuẩn về việc trích nguồn. Có rất là nhiều các cái kiểu trích nguồn như là APA, MLA hay là Chicago, thì bạn nên dùng kiểu nào bạn nên tìm hiểu.
Và mình sẽ cố tìm một cái bài viết về cái này, mình link ở phía dưới để các bạn tiện đọc. Nói chung là mình vẫn nghĩ, mặc dù đây là chia sẻ của mình, nhưng các bạn vẫn nên đọc thêm về vấn đề này. Các giáo viên trường mình, và mình biết rất là nhiều giáo viên đại học cũng sử dụng một cái phần mềm, đấy là phần mềm Turnitin.com. Thì mình cũng không rõ ràng về cách mà nó hoạt động đâu. Mình nghĩ là nó sẽ có một cái database, nó sẽ có một cái kho dữ liệu rất là lớn với các cái bài nghiên cứu đã được công bố, và họ sẽ so sánh cái độ trùng khớp của bài đàm của bạn với những cái gì mà đã có trong cái bài nghiên cứu đấy. Thì tất nhiên là nếu như mà các bạn có trùng khớp một số chỗ mà nó là những cái thứ không thể tránh khỏi thì cái con số phần trăm này nó cũng sẽ thấp thôi. Ví dụ là nếu mà nó là 20%, 30% thì bọn mình ok. Nhưng mà nếu như mà nó trùng đến 70% thì bọn mình chắc chắn là sẽ phải đi gặp giáo viên để giải thích. Tạm thời mình sẽ không nói sâu về công cụ này, nhưng mình sẽ giới thiệu để các bạn biết về nó. Và một lần nữa thì hãy tự tập cho mình cái kỹ năng nghiên cứu thông tin, biết những trang web nào sẽ có số liệu cho những thứ mình cần, biết cách tìm đến những cái report mà đã được công bố của các công ty, hoặc là số liệu thống kê của chính phủ, bởi vì đấy là những nguồn cực kỳ đáng tin. Hãy làm quen với những thứ đấy, và mình tin là nếu mà bạn đã quen rồi thì cuộc sống mai sau ở đại học của các bạn sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Một cái kỹ năng nữa mình đánh giá là quan trọng, đấy là kỹ năng viết luận. Viết luận thì thật ra là mình nghĩ phần lớn các bạn cũng sẽ biết cách viết luận sau khi mà học cách viết văn nghị luận ở cấp 2. Thế nhưng mà hãy tìm hiểu thêm vào những cái format viết luận, ví dụ như là persuasive essay, các cái bài luận mình không biết dịch thế nào, các bài luận mang tính thuyết phục. Đối với việc viết nói chung và viết luận nói riêng thì theo mình là cái cách tốt nhất để mà viết tốt đấy là các bạn phải luyện thật là nhiều. Hello, bạn mèo của mình. Hello. Hello. Đây là bạn Mochi. Mọi người thấy bạn Mochi hơi giống cái bánh Oreo. Giống nhá. Ngoài các cái việc viết luận ra ấy, thì các bạn cũng nên đọc thật là nhiều về các cái vấn đề kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa. Thường là các bài luận nó sẽ liên quan nhiều đến các chủ đề này, cho nên là các bạn nên có cái vốn hiểu biết thật là rộng về nó. Thì sau này khi mà các bạn viết luận ấy, thì cái việc mình lên ý sẽ rất là tốt. Bây giờ mình sẽ đến với một kỹ năng tiếp theo cực kỳ quan trọng. Và cái kỹ năng này chính là kỹ năng thuyết trình. Bởi vì cứ nghĩ như thế này, sau khi bạn tốt nghiệp cấp 3... Gì vậy? Cứ nghĩ như thế này nhá. Sau khi các bạn tốt nghiệp cấp 3, các bạn sẽ lên đại học và 4 năm đấy nó sẽ trôi qua rất là nhanh như là 3 năm cấp 3 thôi. Sau đấy thì các bạn sẽ đi làm và có thể các bạn sẽ phải thuyết trình cái ý tưởng của mình với sếp, hoặc là các bạn sẽ phải thuyết phục bên đối tác ký hợp đồng với mình. Thì khi đấy cái kỹ năng thuyết trình không phải là có thì đạt điểm cao, không thì là điểm thấp, mà nó liên quan trực tiếp đến cái sự sống còn của bạn. Đó, vậy cho nên là không phải là mình lo xa đâu, mà với mình thì cái kỹ năng thuyết trình ấy, để mà các bạn tốt và quen với nó thì các bạn buộc phải làm nhiều. Mình biết là nhiều người có thể cho bạn những cái tips làm thế nào để thuyết trình tốt hơn, làm thế nào để nói hay hơn, cuốn hơn. Thế nhưng mà để mà cái việc này nó dễ dàng hơn ấy, thì nó không có cái tip nào để nó dễ dàng hơn đâu. Mà các bạn cần phải quen với nó thì các bạn mới có thể thấy nó dễ dàng được. Thuyết trình như nào cho tốt thì là một chủ đề rất là rộng, có rất là nhiều thứ để nói. Mà tạm thời thì mình sẽ không nói trong video này, bởi vì là mình không thể nào nói hết được trong một cái đoạn ngắn như thế này. Thế nhưng mà có một cái thứ mà mình muốn nói với rất là nhiều bạn cấp 3, bởi vì là mình đã thấy cái hiện tượng này khá là phổ biến rồi. Đấy là các bạn đừng bao giờ làm theo kiểu đọc từ trên slide xuống. Bởi vì thực sự là khi mà bạn thuyết trình ý tưởng với những người bạn cùng lứa hoặc là người lớn hơn thì họ đều là những người biết đọc cả, và họ sẽ không cần một người khác đọc từ trên slide xuống cho mình. Cái mà họ muốn đấy là những người này nói thêm được những gì về những cái thông tin mà đã có sẵn trên slide. Các bạn hãy nhìn vào khán giả của mình, bởi vì đấy mới là những người lắng nghe bạn, chứ không phải là cái máy chiếu. Và để mà tránh cái hiện tượng này thì các bạn hãy làm slide càng ít chữ càng tốt. Đừng có bao giờ biến slide thành một cái phiên bản phóng to của một bài văn. Và thêm nữa là để các bạn không cần phải dựa dẫm vào slide thì hãy hiểu biết một cách chắc chắn về những cái gì mà mình đang nói. Thực sự là các bạn cần phải hiểu là mình đang nói cái gì, biết là mình đang nói cái gì. Như vậy thì các bạn sẽ không cần phải đọc từ trên slide xuống nữa. Bây giờ mình sẽ đến với cái cuối cùng. Và cái này mình nghĩ là mình cần phải nói đến, bởi vì mình mới suy nghĩ về nó vào năm lớp 11 này thôi. Đấy là các bạn học thì phải hiểu. Chúng ta đã ở cấp 3 rồi, thực sự là nếu chúng ta đã mất công học thì chúng ta không nên phí thời gian của mình chỉ để học vẹt. Đây là một cái mà nếu bạn không để ý, bạn có thể biến nó thành thói quen. Và sau này thậm chí khi lên đại học bạn có thể vẫn duy trì cái thói quen đó. Và nếu như mà như vậy thì thứ nhất là bạn tốn tiền đại học, và thứ hai là bạn tốn 4 năm để chuẩn bị mình cho cuộc sống ngoài kia. Và mình học không hiểu thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Mình tin là mỗi hiểu biết, mỗi kiến thức một ngày nào đấy sẽ quay lại để giúp đỡ bạn. Vậy cho nên là nếu các bạn đã học rồi thì
thì các bạn hãy học để hiểu và hiểu thật sâu về nó. Đừng học chỉ để thuộc hay là học để đối phó với bài kiểm tra. Thôi được rồi, video này chúng ta sẽ chỉ làm đến như vậy thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian xem. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới. Bye bye.